Có khả năng mạng mạng đó, được rồi đấy. À Vâng, vâng. vâng em chào anh Vinh. À, xin chào Bằng Nguyễn. Xin Dạ. chào mọi người ở trong diễn đàn. Vâng. Hồi nãy thì mình có đọc được mấy cái comment của một cái người tên là có cái nick là Trần Cái thằng Trần Trần Trúc. Trúc với bố láo Việt Nam đi làm đúng đi khắp Không. nơi ở đâu? Tao nói mày cho nên tao bảo mày là thằng thần kinh là đúng rồi. Đúng không? Việt Nam làm đi ở đâu? Khắp nơi chỗ nào? Bây giờ thì Nói đùa mày mình là bên cạnh anh là mày ăn một cái vả vào mồm chứ chẳng phải mày tự vả mồm đâu. Cho hồi nên nãy mày vâng. hồi nãy thì mình đọc được một cái comment của Trần Trúc ấy, là nói về các chiến sĩ Trường Sa mà không lấy được xác về. Thì bây giờ mình mới hỏi lại Trần Trúc một câu. Năm Vâng. 1974 Hoàng Sa là đang thuộc về Việt Nam Cộng Hòa đúng không? Đấy, đây là nói về lịch sử. Đấy, để cho mà cái tàu HQ-10 á, mà hiện nay mấy cái ông ba que chống cộng đoan đang cứ làm xong rồi đi ở trên đường bộ ấy, và bị chìm ở quần đảo Hoàng Sa, và trong đó có cả binh lính luôn. Thế thì thử hỏi là Việt Nam Cộng Hòa có quay lại đó để lấy được không? Đấy là cái câu hỏi của mình hỏi lại. Đấy. Và cái, trên những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đã lên trên đảo, trên quần đảo Hoàng Sa và đã bị Trung Quốc bắt. Đó, bắt sống. Có cả hình ảnh coi như giơ tay hàng đàng hoàng ở trên mạng nhiều lắm. Thì Việt Nam Cộng Hòa có đến cứu được chưa? Đấy là mình hỏi như thế. Nhưng mà ở đây á, thì mình ra mượn diễn đàn của Bằng Nguyễn để mình nói một vấn đề. Chúng ta đừng nên khơi khơi lại những cái nỗi đau của chiến tranh ngày xưa. Còn bây Đúng. giờ tôi đang có tư liệu ở đây. Mà tính tôi nói thì nói bao giờ cũng thích nói bằng hình ảnh, bằng âm thanh đàng hoàng, chứ không có nói coi như bằng lý thuyết hoặc nói bằng miệng. Thì để cho các bạn lại bẻ tôi. Vậy thì tôi xin phép Bằng Nguyễn cho tôi một khoảng thời gian để tôi chứng minh bằng hình ảnh, bằng clip đàng hoàng để cho các bạn xem có âm thanh đúng không? Để xem ai, chế độ nào là ưu việt, chế độ nào là tốt đẹp. Đấy, thì phải nó rất rõ ràng. Nó phải có hình ảnh và âm thanh thì mới có sức thuyết phục. Chứ còn nói bằng miệng thì chúng ta lên đây chúng ta cũng chỉ có tranh cãi coi như với nhau thôi, mà nó là rất là mệt mỏi. Nhưng đây mình cho xem hình ảnh và âm thanh luôn. Con xin chào chú Vân ạ. Con thấy chú Vân đang trả lại cái bia mộ cho một quân đại chiến binh của mình tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Chú đọc được tên không chú? Binh nhất Huỳnh Văn Minh hả chú? Huỳnh Văn Minh. Thì hiện nay binh nhất Huỳnh Văn Minh hiện nay đang vẫn nằm bằng trên mộ đất trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Hôm nay là chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018. Thì Tiến và chú Vân đang đi chăm sóc xe, mọi người xem lại nha. Đây là mộ của binh nhất Huỳnh Văn Minh, thì vẫn còn đang là mộ đất rất là xót xa cho một cái người huynh đệ chí binh, cho một người tử sĩ Việt Nam vô địch Cộng Hòa. Đây cũng là một cái mộ đất mà mất cả Đó. cái bia mộ rồi. Vậy thế là đủ nhá. Đúng không các bạn? Vậy thế là đủ nhá. Bây giờ tôi lại cho các bạn xem những cái hình ảnh của bên phía Việt Nam, tức là của Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là tôi nói bằng hình ảnh và nói bằng thật. Chứ không các bạn lại bảo là coi như tôi tào lao hoặc là tôi nói bậy gì đó. Nó mất hay đi, chúng ta phải nói với nhau bằng hình ảnh, bằng âm thanh và bằng sự thật. Mọi người nhìn thấy và xem bằng sự thật thì mới có sức thuyết phục. Chứ còn nếu như mà chỉ nói bằng miệng thôi thì không có sức thuyết phục. Đây là Cộng sản Việt Nam. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là hình ảnh. Đúng không? Đây là hình ảnh những người lính của Việt Nam. Đúng không? Cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn đang đi tìm, đi cất bốc đủ các thứ luôn.
đúng không? Tiếp thế này, cho xem tiếp cho thoải mái này. Đây là lễ tưởng niệm các chiến sĩ ở Trường Sa, người ta còn đang thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm, để tưởng nhớ, đúng không? Tôi cho các bạn xem clip mà người ta tổ chức những cái lễ, những cái lễ về những người chiến sĩ mà hy sinh ở biên giới phía Bắc đánh Trung Quốc này. Chiến trận kết thúc. Nói chiến hào nói với Ban Vi Phạm này. Vâng, bạn Nam Nguyễn nói đi. Bạn Nam Nguyễn cứ vâng. Nói tức là đảng mà không đi bảo vệ người dân thì có những tàu kiểm ngư làm gì, có những tàu cảnh sát biển làm gì, đúng không? Còn lại ví dụ đi đánh ở vùng biển quốc tế, ví dụ ở vùng biển Đông, vùng biển quốc tế nhỉ, thì có những sự va chạm, thì đó cứ như là những chuyện hiển nhiên. Hoặc là các nước hiện nay cũng có những vùng biển ví dụ chung chẳng hạn, tàu ngư dân đánh cá ở đấy người ta coi như đâm va là cái chuyện bình thường. Cái thứ hai là bạn có biết là hiện nay ví dụ một năm Indo người ta bắt bao nhiêu tàu của Việt Nam sang đánh cá trộm hay không? Coi như là còn tại tỷ lệ đâm va của tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam một năm là bao nhiêu tàu, đúng không? Cũng, tôi nói là cũng có chứ không phải là không. Đấy. Nhưng mà nói chung là ở đấy là cái chuyện dạng là các nước ví dụ là có cái biển ví dụ nó trồng lấn với nhau chung chẳng hạn thì bao giờ cũng có cái sự xung đột thôi. Tôi nói với bạn như thế. Còn Việt Nam hiện nay đóng những tàu cảnh sát biển làm gì, tàu kiểm ngư làm gì, đúng không? Thì cũng là những tàu đó là bảo vệ những người ngư dân chứ làm gì nữa. Rồi, hưởng cho một chút. Thưa các bạn, tôi chỉ đưa từng đó hình ảnh thôi là các bạn đã thấy rồi. Ở đây tôi không muốn đưa ra những cái hình ảnh mà để mà so sánh hoặc là gợi lại nỗi đau của cả hai bên. Tôi là người đã có mặt ở Sài Gòn. Tôi vẫn nói tôi là người có mặt ở Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi đã nhìn thấy cái đất nước này nó tan hoang như thế nào. Và cho đến ngày hôm nay thì cái đất nước này nó như thế nào. Các bạn ở phía bên kia dù rằng có những cái ý kiến trái chiều, nhưng các bạn cứ xem lại đi. Các bạn đã làm gì cho cái đất nước này? Vâng, chào anh Cao. Và thậm chí tôi nói là cha ông các bạn đã làm gì cho cái đất nước này? Mà bây giờ các bạn vẫn cứ hàng ngày coi như là lên để chửi bới Đảng Cộng sản. Đấy, tôi đưa ra bằng chứng để cho các bạn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam người ta như vậy. Và chúng tôi ở trong nước là những người không phải ai hết đang nhìn ra cái sự thật của cái đất nước này vậy. Còn đương nhiên ở đất nước nào cũng thế thôi. Tôi có một anh bạn đang ở Vương quốc Anh mà ở thủ đô London. anh bạn ấy nói rằng coi như cái nạn kẹt xe ở thủ đô London nó khủng khiếp lắm.
nó khủng khiếp lắm. Nhưng hôm qua tôi là một trong số những người cùng với Bằng Nguyễn đi nhậu, gọi là cộng sản, dân cộng sản khổ lắm, đi nhậu chơi, và rất nhiều người coi như được xem rồi. Đường xá Việt Nam, cuộc sống của dân cộng sản, dân Việt Nam. Tôi là dân cộng sản đấy, cuộc sống có thế, có thấy thích không, đúng không? Ở đây chúng ta đều nói chuyện với nhau bằng hình ảnh và âm thanh hết. Nếu như các bạn, chỉ có những bạn mà lên để thuyết phục với các bạn có ở cái ý kiến trái chiều thì chỉ bằng tiếng nói thôi, thì không có sức thuyết phục với các bạn. Nhưng tôi thì khác, tôi có những hình ảnh, có âm thanh, đúng không? Ở đây tôi không tự làm ra được, mà nó phải có quá trình tôi phải đi quay, hoặc là phải bỏ thời gian, bỏ trí lực ra, thì tôi mới quay được những cái cảnh đó. Và thực tế là cái buổi nhậu của chúng tôi hôm qua rất là vui. Tuy okay. là chuyện nhậu không phải là chúng tôi khoe, không phải là khoe, nhưng mà ở đây nói thẳng luôn với mọi người rằng là bạn Bằng Nguyễn cũng có xe riêng, mà nhà tôi cũng có xe riêng, đúng không? Người Việt Nam không kém gì các bạn Việt kiều ở bên Mỹ. Và nhãn hiệu của xe nhà tôi cũng là xe Chevrolet. Các bạn ở bên Mỹ chắc các bạn cũng chắc chắn các bạn cũng biết cái nhãn hiệu đó. Ở đây mà nói về nói chúng tôi cũng mua được xe của liên doanh Mỹ, đúng không? Cái nhãn hiệu Chevrolet thì những người mà Việt kiều ở bên Mỹ là các bạn biết rồi. Còn những cái loại mà tân tiến hơn hoặc là gì nó đắt tiền hơn thì nó phụ thuộc vào cái công việc làm ăn rồi những cái điều kiện của chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng đã có xe hơi, đúng không? Có thể cái là thằng... rẻ tiền, có thể là đắt tiền. Anh xin lỗi cho em trả lời cái thằng ngu Trần Trúc đấy. Campuchia đất nước họ cũng tăng hoang hơn, nhưng sao bây giờ họ phát triển hơn Việt Nam đấy? Mày ngu ấy. Bây giờ hiện nay tao hỏi thằng Trần Trúc, mày trả lời ngay ra một câu, mà nếu mà mày không trả lời được thì mày biến khỏi diễn đàn tao. Hiện nay GDP của Việt Nam là bao nhiêu và Campuchia là bao nhiêu năm 2017? GDP đó là thể hiện sự phát triển của từng đất nước một. Nói mà không thì biến, và đừng có một comment vào đây một câu nữa. Rồi, xin mời anh Vinh. Vâng, hôm nay tôi đưa cái vấn đề này lên để cho phản biện lại cái bình luận của Trần Trúc hồi nãy. Nhưng mà quả thật từ nãy giờ tôi nói, nhưng tôi vẫn đọc những cái bình luận của Trần Trúc, quả thật là Trần Trúc ấu trĩ, quá ấu trĩ mà vẫn tỏ ra nguy hiểm, mà một cách ấu trĩ. Trần Trúc rồi. Xin lỗi, Trần Trúc nói ngay Campuchia phát triển như Việt Nam thì tao đã nói cho mày biết sự phát triển của mỗi đất nước thể hiện bằng GDP. Mày có biết là GDP là cái gì không? Nói ngay GDP Việt Nam hiện nay bao nhiêu, Campuchia là bao nhiêu năm 2017. Thông tin chính thức của coi như ngân hàng Westbank. Nếu mà không nói được thì mày im đi, đừng nói nữa, và đi bệnh viện Biên Hòa ngay trong ngày mai. Rồi, xin mời anh. Vâng, và nói thêm một câu để cho Trần Trúc hiểu này. Đừng có phải so sánh nước nào. Chỉ cần nói rằng Việt Nam dân cộng sản mà đi xe hơi đi nhậu, đúng không? Thì đã là đấy là dân Việt Nam đang khổ, đúng không? Dân Việt Nam khổ mà đi xe đi nhậu, đúng không? Dân Việt Nam đang khổ. Tôi đây, phía đằng sau tôi, các bạn cứ nhìn phía đằng sau của Bằng Nguyễn thì là nhà to, nhà đẹp đó. Nhưng tôi đúng dân lao động không? Các bạn nhìn đằng sau tôi là dân lao động không? Đây là bằng chứng mà. Nhưng đi nhậu bằng xe hơi của nhà, được chưa? Ok, chào chú Hồi Vũ. Nói như vậy có nghĩa là không phải là tất cả cái đất nước này, chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ có những kẻ lừa lao động, chỉ có những kẻ coi như muốn ăn những cái đồng tiền đấy á. Xin lỗi này các bạn này, Trần Trúc nhá, hỏi đây này, tức là nó trả lời về cái câu hỏi của tôi này, sự phát triển của đất nước có giá trị ở đồng tiền đấy. Đấy, rồi thôi, xong thôi, các bạn khỏi nói nữa. Thôi thằng này chúng này các bạn biết rồi. Rồi, xin mời anh. Rồi, thế
Nó trả lời tôi thế. Cho nên là những cái người mà như Trần Trúc này thì à có một cái rất là ấu trí. Tôi đây tôi còn có một cái tài liệu của một cái bạn nữa là ở bên Mỹ, người ta sẽ nói về về kinh tế tài chính ở Mỹ. Việt Nam nghèo lắm, nhưng mà hiện nay tôi biết chắc chắn là nước Mỹ đang nợ Việt Nam 12.000 tỷ đô la đó. Đấy, không, nước Mỹ không 12 tỷ đô la. À, 12 tỷ đô la, ok, cứ cho là cứ mình mua trái phiếu chính phủ Mỹ đi. À, đúng rồi đó. Và tôi nói họ cứ nói rằng là Việt Nam nợ công tổng kết cho đến hết năm 2017 Việt Nam nợ công là 933 tỷ Việt Nam đồng nhá, 933 tỷ Việt Nam đồng. Từ anh tính đấy, tôi nói hết. Nhưng thôi, mà dự trữ ngoại hối, tức là dự trữ tiền đô của nhà nước Việt Nam là cho đến hết năm 2017 là 53 tỷ đô la. 63,5 tỷ đô la. Vâng. Và cho đến bây giờ, cho đến thời điểm hiện nay là 63 tỷ đô la rồi. 63,5 tỷ đô la. Dạ. Bây giờ các bạn cứ lấy 63 tỷ đô la nhân với cái tỷ giá hối đoái của Việt Nam xem nó sẽ ra bao nhiêu tiền, và cái nợ công của Việt Nam nó mới có 933 tỷ. Vậy nó cái số dự trữ ngoại hối đó người ta có đủ tiền để trả cho cái nợ công đó, đúng không? Còn ở đất nước nào thế thôi. Mọi người đừng có nói đến cái chuyện là Việt Nam nghèo nhé. Tôi đây là dân nghèo này, nhìn thấy đằng sau tôi là dân nghèo, dân lao động, đúng không? Các bạn nhìn thấy đúng không? Ở đây tôi không chiếm đoạt, thậm chí là tôi quay ra để cho các bạn xem tôi đúng dân lao động không này, dân lao động thấy không? Thế mà tôi còn đi xe hơi đi nhậu, đúng không? Thế thì các bạn chỉ có trừ những người lười lao động này, đấy, ham ăn như nhát làm thì mới nghèo đói thôi, chứ còn ở Việt Nam bây giờ là một đất nước phát triển. Dự trữ ngoại hối nói chính xác cho bạn đó, 63,5 tỷ đô la chứ tính đến đó. Hết tháng 6 năm 2017 nói cho các bạn. Cho nên là ở Việt Nam chỉ có trừ, và hiện nay tôi khẳng định với các bạn một điều rằng là đất nước Việt Nam này đang có rất nhiều những cái công ty, những cái tập đoàn. Hiện nay tôi giới thiệu luôn các bạn, tôi không cần phải giấu, bởi vì hôm qua tôi đi nhậu ở tỉnh Bình Dương thì các bạn biết rồi. Trên thế giới này nhá, rất ít nước có những cái tòa thị chính hoành tráng như cái tòa thị chính ở thành phố mới Bình Dương, cao tới 17 tầng, và ở trong đó người ta có đầy đủ các thiết bị về công nghệ thông tin đứng hàng đầu thế giới để điều hành. Bởi vì các nước mà người ta đã đầu tư vào Việt Nam là người ta phải sử dụng những cái công nghệ rất là tân tiến rồi, đúng không? Các bạn có thừa nhận với tôi như vậy không? Vậy thì Việt Nam mà muốn quản lý được những cái đó thì người ta phải có những cái thiết bị và những cái công nghệ thông tin hiện đại hơn thì người ta mới có đủ cái sức để mà bao quát cả đấy. Là mới là tôi chỉ mới nói là một tỉnh thôi nhá, một tỉnh Bình Dương thôi, đúng không? Khánh Ngô tương lai bao que sẽ về Việt Nam ở hả? Cái đấy cỡ khoảng 1.000 năm nữa Khánh Ngô ạ. Thì tôi lại thấy hơi buồn cười, ảo tưởng, tôi thấy vô cùng là ảo tưởng. Đấy, người Việt Nam mà đã biết sử dụng đến những cái thiết bị rồi những cái công nghệ cao của thế giới và đứng xếp hàng đầu thế giới để quản lý được cả một cái tỉnh này thì các bạn ba khoe đừng có mơ đi nhé.
Các bạn lấy cái gì? Bây giờ tôi hỏi các bạn lấy cái gì để mà về? Đúng không? Các bạn trông vào mấy cái người đi biểu tình à? Đúng không? Hay là trông vào cái lực lượng rũ móng ở bên California? Rửa chân chứ không được rũ móng. Không được vẽ móng đâu. Vâng, rửa chân thôi. Vâng, chứ người vẽ móng có khi giỏi. Trông vào cái lực lượng rũ móng ở bên đó muốn về thì phải bơi qua Thái Bình Dương nhá. Tôi là người thì về địa lý tôi cũng hơi Tăng Dương hơi này, nhưng mà tôi nhìn cái biển nó hỏi rộng và Thái Bình Dương nó rộng lắm. Tức là thằng Tăng Dương ấy, nó hỏi là bây giờ thấy lòng dân đang chán chán đảng không? Thì mày xem cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 chúng mày hô tổng biểu tình, đặt tổng đảng cộng sản. Mày có bao nhiêu người mà lý lịch những người đó là như thế nào? Đúng không? Xem những thân nhân, những người đó là toàn đầu trộm đô cướp và những cái kẻ mà nhận mấy trăm ngàn đồng của cái bọn mà chống cộng cực đoan để chúng đi biểu tình. Đấy. Tôi cũng xin phép bằng Nguyễn là chúng ta cũng không nên nói như vậy. Nhưng mà không, ở đây chúng chính ta xác em là người đi mà em là người hỏi những người biểu tình. Có phải là em ngồi đây em nói không nữa. Em là người ra đấy mà em hỏi những người biểu tình, có những người được 3 đến 500 ngàn. Em có người đi trong đoàn biểu tình để mà ví dụ nghe những người biểu tình nói, chứ không phải là em coi như em ngồi đây mà em phán linh tinh. Em ra ngoài biểu tình là người của em đi vào trong đoàn người biểu tình đấy. Nhưng ý mình thì muốn nói là nó nhẹ nhàng hơn một tí. Chúng ta cũng ở đây là chúng ta muốn muốn tâm sự và chúng ta muốn nói để cho những cái người không có tức là chúng nó bảo là hiện nay toàn những người này, người chán đã, tức là toàn những người mà người ta chán chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì em mới chứng minh cho chúng nó là ngày 10 tháng 6 và bao nhiêu những người nghe theo những lời dụ dỗ của chúng nó và những cái người đi biểu tình như thế nào. Em chỉ chứng minh những điều đó để cho chúng nó biết rằng là phần lớn những người dân mình hiện nay vẫn đang gọi là yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chứ nếu mà người dân nhá, mà chán ghét Đảng Cộng sản nhá, thì lập tức người dân sẽ đứng lên lật đổ Đảng Cộng sản. Đấy. Chứ đúng không, không bằng Nguyễn nói đúng ý mình đó. Dạ. Bằng Nguyễn nói đúng ý mình đấy. Mình vẫn cứ nhắc đi nhắc lại rằng để mà cái số mà xuống đường biểu tình của ngày 10 tháng 6 và sau ngày 10 tháng 6 là không có mống nào xuống đường biểu tình nữa nhá. Đúng rồi. Đó. Trên thực tế là như vậy. Vậy thì cái số người mà xuống đường biểu tình kể cả coi như những cái người mà mùng 10 và 11, mùng 10 và 11. Đúng rồi. Mình nói hai ngày mùng 10 và 11. Đúng rồi. Những cái người người ta chưa hiểu gì về cái luật đặc khu hoặc là người ta chưa tham khảo về những cái vấn đề đó thì người ta xuống đường. Cái đó là đúng rồi. Nhưng mà có điều là để xem lại xem là hiện nay tôi nhắc lại với mọi người rằng, với các bạn rằng là Việt Nam hiện nay có 95 triệu dân. Tôi nhắc lại, Việt Nam hiện nay có 95 triệu dân và với cái số người mà xuống đường biểu tình của hai người ngày mùng 10 và 11 thì được bao nhiêu? Các bạn lại so sánh. Đó. Và ở đây chúng ta nói lên là nói bằng sự thật, nói bằng con số, nói bằng sự thật. Đúng không? Cộng lại tổng tất tất sẽ được bao nhiêu? Vậy ý tôi muốn nói rằng những người dân mà tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam là cái rất, những cái số rất là đông, rất là lớn. Chứ còn nếu như mà đúng như các bạn đa que xỏ lá mà nói ấy, thì lẽ ra ngày mùng 10 và 11 tháng 6 95 triệu dân đó mà người ta cùng xuống đường, đồng loạt xuống đường, đúng không? Thì các bạn nghĩ đất nước này bây giờ không, tôi cũng chẳng còn ngồi đây để mà thuyết phục các bạn, đúng không? Tôi không còn ngồi đây để mà nói với chuyện với các bạn, mà thậm chí là các bạn hôm nay đang tràn ngập lãnh thổ ở Việt Nam và các bạn có khi chặt đầu tôi rồi, mà tôi tham gia ở cái chương mấy cái diễn đàn của bạn Đăng Nguyễn này là lâu rồi. Và tôi thường có những cái ý kiến là điện. Thì tôi chắc chắn rằng hôm nay tôi không còn ngồi đây để nói chuyện mà bằng Nguyễn không còn live stream để thuyết phục các bạn nữa. Đúng không? Đây là tôi nói rất là rõ ràng. Đấy, nếu như ai mà lắng nghe mà hiểu được cái ý của tôi thì các bạn thấy không? Thì từ ngày 10 tháng 6 mà hôm nay là 30 tháng 8. 30 tháng 8. Đúng không? Các bạn phải chém đầu chúng tôi, các bạn phải lê máy chém giống như thời ông Ngô Đình Diệm á. Tôi là người biết về miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 75. Cho nên là các bạn phải phải phải
phải lên máy chém đi, chém đầu tôi, chém đầu coi như là bằng nguyên. Đúng. Chắc là coi như hôm nay vì phải về 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 không 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 biết là còn ở đâu đó, mà có khi là quăng sông quăng biển hoặc là ấy, mà những cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa họ ác lắm. Đúng. Bây giờ này mấy cái thằng ba que chúng mày, em xin lỗi anh ấy. Ở đây có anh Tuấn Vũ này, anh trước kia cũng là lính Việt Nam Cộng Hòa, anh bị đi đi coi như đánh nhau ở cái mặt trận Khe Sanh, anh bị thương ấy. Bây giờ mở mắt ra mà nghe anh ấy nói xem anh nghĩ ở đây sống đâu, anh có tấm lòng như thế nào về đất nước Việt Nam. Anh là lính lính của ngụy Sài Gòn ngày xưa ấy. Cho nên chúng mày toàn sống bên đấy, chúng mày bịp bợm những cái bà con Việt kiều người ta thiếu hiểu bị hiểu biết thôi. Vâng, bây giờ thì tôi lại đã mới đọc được một cái comment là của một cái bạn nào đó, bây giờ tôi ấy lại của một bạn, tôi xem tên nhá, tên là bạn Đăng Dương. Bạn ấy nói là anh không phân tích được tại sao dân không xuống đường. Tôi phân tích cho bạn luôn là Việt Nam có 95 triệu dân, nhưng chỉ có một cái nhóm đó, họ là những cái thành phần như bạn Bằng Nguyễn vừa mới nói, họ bất mãn với cái chế độ này thôi, chứ còn 94 triệu mấy trăm ngàn dân đó, người ta đang tuyệt đối tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên người ta không xuống được. Tôi trả đúng lời một cách dứt khoát với mọi người như vậy, đúng không? Tôi trả lời bạn Đăng Dương luôn, không phải vâng, anh Vinh, em xin lỗi, ở đây có anh Hải Nguyễn, coi như anh chị đấy thì em cũng biết ở cái kênh của anh của Bình Dương, thì anh chị Hải Nguyễn đấy hiện nay đang sống ở bên Canada, mà anh cũng là cái người mà vượt biên sang coi như là sang bên 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 trại tị nạn, sau đó anh định cư ở Canada bao nhiêu năm đây rồi. Thì bây giờ này thì một lát nữa thì là nếu mà em rất muốn mong muốn, tức là có những lời nói của những cái bà con Việt kiều ở những cái kênh của em, nhất là chương trình hôm nay em làm về những cái gọi là những người bà con Việt kiều mà đã, tức là hiện nay sống ở nước ngoài mà đã đi vượt biển từ những năm coi như từ 75 cho đến năm 1989 đấy. Đấy thì là, nếu mà được thì anh chị một lát nữa anh chị sẽ lên chương trình cùng em, và anh chị ok đi, em sẽ mời anh chị lên. Vâng. À, bạn Hải Nguyễn này là bằng tuổi tôi biết, vâng, chắc chắn là bằng tuổi tôi. Vâng. Và tôi cũng mong rằng bạn Hải Nguyễn cứ lên diễn đàn. Bạn không nói lên sự thật, vâng. Và ở đây còn có cả anh Cầm Nguyễn đó, là vâng, hơn tôi 2 tuổi đó. Thì tôi okay, xin đề nghị các anh, hiện nay các anh đang sống ở nước ngoài, ở Mỹ và ở Canada, các anh cứ lên để nói lên cái sự thật. Vâng, cái sự thật thôi, người, và chứ không và cần phải cứ nói sự thật. Tôi không vâng. cần tôi không cần đấy. Và tôi đề nghị là Bằng Nguyễn mời các anh lên vâng, vâng. để các anh vâng, nói lên sự thật. Vâng, vâng. Thế thì bây giờ tôi nhường diễn đàn lại, bởi vì cái ý vâng, tôi nói để phản biện cái người có nickname là Trần Trần Trúc đó thì vâng, là xong rồi. Thế bây giờ vâng, thì vâng. Tôi nhường diễn đàn lại và xin chào tất cả mọi người đang tham gia vâng, diễn đàn vâng, xin chào anh Vinh. Dạ, dạ. Đồng Nguyễn. Vâng, okay. Vâng.